tức là chân như của ba môn giải thoát chân như của ba môn giải thoát tức là và... chân như của mười lực như lai chân như của mười lực như lai tức là chân như của bốn điều không sợ chân như của bốn điều không sợ tức là chân như của bốn sự hiểu biết thông suốt chân như của bốn sự hiểu biết thông suốt tức là chân như của đại từ đại bi đại hỷ đại xả chân như của đại từ đại bi đại hỷ đại xả tức là chân như của 18 pháp phật bất cộng chân như của 18 pháp phật bất cộng tức là chân như của trí nhất thiết Chân như của trí nhất thiết tức là chân như của trí đạo tướng, chân như của trí đạo tướng tức là chân như của trí nhất thiết tướng, chân như của trí nhất thiết tướng tức là chân như của pháp thiện bất thiện vô ký, chân như của pháp thiện bất thiện vô ký tức là chân như của pháp thế gian và xuất thế gian, chân như của pháp thế gian và xuất thế gian tức là chân như của pháp hữu lậu và vô lậu chân như của pháp hữu lậu và vô lậu tức là chân như của pháp có tội vô tội chân như của pháp có tội vô tội tức là chân như của pháp tạp nhiễm thanh tịnh chân như của pháp tạp nhiễm thanh tịnh tức là chân như của pháp hữu vi vô vi chân như của pháp hữu vi vô vi tức là chân như của ba đời chân như của ba đời tức là chân như của ba cõi chân như của ba cõi tức là chân như của quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán chân như của quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán tức là chân như của độc giác bồ đề chân như của độc giác bồ đề tức là chân như của tất cả hạnh đại bồ tát chân như của tất cả hạnh đại bồ tát tức là chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật tức là chân như của tất cả như lai ứng chánh đẳng giác Chân như của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, tức là chân như của tất cả hữu tình. Thiện hiện nên biết chân như của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, hoặc chân như của tất cả hữu tình, hoặc chân như của tất cả pháp, đều chẳng lìa nhau. Vì chẳng lìa nhau nên vô tận không hai, không thể phân biệt. Thiện hiện nên biết tất cả như lai ứng tránh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mạch đa thâm sâu, chứng được chân như rốt giáo của tất cả pháp mới đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà do đó nên nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu có thể sanh ra chư phật là mẹ chư phật và có thể chỉ rõ thật tường thế gian cho chư phật thiện hiện nên biết như vậy như lai ứng tránh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu có thể như thật giác hộ chân như của các pháp tánh chẳng hư vọng chẳng đổi khác